Ủa tới cái sang khỏ cộng 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 anybody à, bóc kèn tim tim luôn xong anybody không thấy thằng nào có đi hết á. Xong rồi cái thằng đi chung nó hỏi ủa mày kêu gì vậy, nó kêu thằng bơm xăng chứ kêu gì, không có thằng bơm xăng nào hết á, không có thằng bơm xăng sao đổ xuống tự đổ đi ba. Cái gì đi mẹ xuống tự đổ xăng mà, tại vì qua đây thấy xã hội nó có giai cấp luôn mà. Du lịch tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. À, xin chào các bạn. Các bạn biết Duy thích cái gì không? Nope. Thích xe gì biết không? Xe mạc. Bởi vì hôm qua mới ra mạc, coi mạc, lựa mạc đồ. Không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà coi bạn. Chẳng qua khi đi giữa chừng nó bị lủng bách. Xe nó bị xì. Xe nó bị xì xong mà chạy vô mạc sửa. Mà bên này á thấy đó, nó gọi là bây giờ mà nói về cái dịch vụ mà kiểm xe kiểm định xe của mạc đi ha. Yes. Ở bên Việt Nam á như thế nó làm kỹ hơn. Wow. Ở bên đây á thấy nó làm sơ sài bạn. Bánh xe bị lủng á thì mày phải tháo cái bánh đầu ra chứ. Đúng không? Mày phải tháo cái bánh đầu ra, mày vô mày xịt xì dầu nước tương rồi xịt xà bông này nọ lên rồi kiểm tra kỹ cho nó xì cái lỗ nào. Chứ không thể nào mà vô nó trả lời với anh đó là ôi xe này không có bị hư, xe này bình thường. No problem, không có vấn đề gì trơn trọi hết á. Không vấn đề con khỉ gì. Mới bơm tối hôm qua sáng nay xịt lép, không vấn đề. Mà tất cả không được mẹ ơi. Tất cả không được mẹ. Nói nên nếu mà dịch vụ khách hàng đó, nói mà nếu mà mày không tin tao á thì ok, mày ngồi đây mày chờ 2 tiếng hồ tao tháo bánh nữa đem vô trong kia tao coi. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao chắc với mày luôn không có bị gì đâu. Được, bị nó móc khổ. Nó biết mình thấy khó rồi. Nó biết mình là dân qua đây này nọ kia mà đợi 2 tiếng sao lại được. Đó, nên thôi. Giải pháp tốt nhất biết gì không? Thay cái vỏ luôn. Thay cái vỏ luôn khỏi kiểm. Thôi vô để thay vỏ tao luôn đi, rồi xong. Đó, nó là cái vấn đề mà Duy mượn cái câu chuyện để mà Duy đi vô mạc. Tại nhiều hãng lắm mà Duy đi, Duy mạc thôi ha. Trời đất ơi, trên highway á, hãng xe nó nằm hai bên với cái dealer đó. Dealer xe nằm hai bên nhắc kinh luôn. Đó, mà trong đó đó thì Duy chọn mạc. Duy thích mạc mà, nên tính mua chiếc chạy chơi rồi. Wow, mạnh dữ. Tính mua chiếc để chạy, xong rồi sau này về Việt Nam thì bán lại hoặc trả lại. Tại vì cảm giác mà mấy bạn nó chia sẻ đó bạn. Nó nói cảm giác mà giờ mà đi Mỹ á, mày đi từ Đông qua Tây á, mày đi xe ngon. Đi từ xe ngon hả? Tao không thích vậy đó, cảm giác lái đi từ bờ Đông qua bờ Tây. Qua từ bên Florida qua bên Tacali. Xong mình đi xe, chạy về xong rồi giờ vòng đi xe, vòng về bán xe đi máy bay. Đó, cái đó là cái thú vui tao nhã của du lịch bờ Đông bờ Tây. Đó, mà gì đó thôi giờ có bán trả góp không? Tại vì sao biết không? Tại vì mua xe trả full chi. Mình mua xe trả full chi tính rồi. Thí dụ giờ Duy mua chiếc xe trả góp đi. Xong rồi cái Duy về xong rồi cái Duy bán rồi cái số tiền của Duy cho cái thằng nào ở thằng của người Việt Nam thôi. Nó ở Mỹ nó góp tiếp. Chứ nó không chịu mày ơi, nó mày phải người Mỹ mà không mua trả góp được. Ngậm bò hòn. Giả bộ để let me see. Đó vậy giả bộ vậy đó, let me see để tao suy nghĩ coi. Xong rồi đi vòng cái dealer đó coi xe. Mà nói thiệt với bạn á thì đương nhiên là cái xứ Mỹ này cái xứ mà thiên đường ô tô rồi các bạn nữa. Hãng xe thì bao la cái gì cũng có hết đó. Dealer ở đây một nhóc luôn. Chứ còn thấy không phải như Việt Nam mình dealer mẹt có đâu được có 4-5 cái ở thành phố Hồ Chí Minh à. 4-5 cái thôi. Còn dealer bên này ở trên một con đường nó quá trời luôn mà vô cái dealer nó cũng bự nữa. Nói chung á vô cái dealer nó xe nó nằm á thì cũng khá là nhiều đó. Thì nó cũng rất là bự và cũng có rất là nhiều cái mẫu xe. Nó cũng rất là nhiều mẫu xe mà giá xe nó bán thì nó cũng mắc. Nó rẻ lắm, nhìn thấy ham mua đó mà. Nó nghĩ ở Việt Nam mua mẹt 7 tỷ. Qua đây chơi 3 con. Qua đây chơi 3 con chừng nào hết. Mà nói về mẹt á thì bạn đừng tưởng dân Mỹ là đi mẹt sang không đâu, không có đâu. Vô dealer tôi ngồi á. Tôi ngồi coi này nọ kia đi mẹt E. Mẹt E với mẹt E thì nhiều. Mẹt E thì nhiều, mẹt S thì hiếm lắm. Nó đi ra phần mạc E các bạn, mạc E với mấy dòng C LK rồi mấy dòng SUV á,
ở bên xứ này không hiểu sao ta đi súp nhiều. Đó, đi súp nhiều ghê á, mà Duy không quan tâm mấy thằng súp lắm. Vậy thì ở cái dealer mạc á này á, nó khác gì Việt Nam không? Tự nhiên khác rồi, nói chung á, bên đây người Mỹ chứ người Việt chứ đâu có khác gì. Nhưng mà cái dịch vụ á, thì Duy cảm thấy á, cái dịch vụ của bên này á, nó làm nó lười ha. Nó lười hơn cái này, nó không có kỹ như Việt Nam. Tại vì Việt Nam mình á, Duy nghĩ đó chắc là do cái lao động nó giá rẻ. Lao động giá rẻ nên người ta sẽ làm nó kỹ hơn. Nó kỹ hơn rất là nhiều. Còn bên này á, nó làm giờ nó mất tiền á. Mấy công nhân mấy này trong đây giờ nó cao tiền nên nó làm ẩu. Nó làm giống như là cái kiểu như là giá trị con người tao cao thì tao làm kiểu cởi ngựa xem hoa lướt lướt cho nó xong thôi. Còn ví dụ như bây giờ á, ở Việt Nam mình á, nó cần việc này đầu kia chứ phần nó đối với Việt Nam á, thì mẹt là một cái gì đó nó đẳng cấp, nó xa hoa. Mình bán được chiếc mẹt mình mừng chết. Còn ở bên nên nó chăm sóc rất là kỹ, bởi khách hàng là VIP, khách hàng là thượng đế. Còn hôm qua vô ngồi nước cũng chả mời được ly, nhắc lắm mẹt đó. Mà ví dụ như mẹt chắc đây ta mua cũng nhiều, vô mua xe mua rau nó cảm thấy là rất là bình thường, rất là bình thường. Tất nhiên là cái xe đó chỉ vô chút xíu gì kiểm tra cái vỏ thôi đó, chứ không có đi mà ngồi đó, mà ngồi đó thì coi dịch vụ nó bảo hành bảo trì bảo dưỡng này nó làm sao cũng coi chứ. Cái mục đích chính á là đi vô đó tham quan và mua xe, thì mục tiêu tham quan nó đạt được rồi, còn cái mục đích mua xe thì nó chưa đạt được đó. Xe thì nói chung là cũng làm tour trong đó, coi cái xe loại này loại kia, loại A loại B loại C loại D loại E loại S gì đó, rồi giá tiền là nhiêu, giá trị là nhiêu đó. Cái dealer nó ngoài cũng chụp tấm hình check in làm kỷ niệm vậy thôi, chứ không có gì ghê gớm lắm. Còn cái chuyện á mà mua con mạc á thì nó phá sản rồi, tại vì bây giờ nó đâu cho trả góp đâu, đúng không? Đâu cho trả góp đâu. Mà bên đây á, mình phải trải nghiệm cái dịch vụ trả góp của nó, mình phải trải nghiệm cái dịch vụ trả góp bên này nè, để mình so sánh với bên Việt Nam coi như thế nào, để coi cái cách góp làm sao. Mà tự nhiên có mấy ông nội kia ông rên dữ vậy. Có người thì nói là góp là đam mê, có người thì nói góp là tội ác, đúng không? Thấy có gì đâu tội ác, cũng có rất nhiều người ta chạy xe ông sầm ngoài ai trả góp. Có một điện thoại tủ lạnh còn góp nữa, bên đây góp kinh lắm mà. Qua đây góp kinh khủng luôn. Tự nhiên con quay giữa chừng đói bụng quá ta. Sáng sớm mà chưa ăn gì á, chưa ăn gì nên nó khổ lắm, nó đói bụng dã man luôn. Đó. Còn ví dụ như video này vì mạt đó mà mình ăn còn nữa, nói về mạt hài lắm. Bên này các bạn, thứ nhất á, nó có hai cái tình trạng nha. Không biết là nó hay hay nó dở, nhưng mà thì nó cũng hay hay đi. Nhưng mà nó tạo cho người ta cái sự tự lập hơn. Đó là ví dụ như xe bạn bị lủng bánh, bạn chạy vô vô chỗ bơm á, là nó có vòi bơm, bạn lấy cái thẻ tín dụng, bạn gạch tiền trong đó, rồi bạn bơm. Đó, rồi bạn bơm. Còn ở Việt Nam mình á, bị lủng bánh á thì kêu thằng kia nó bơm. Thằng kia nó bơm, nó bơm cho mình ngồi trên xe mình xả lít kêu kiếm, mình xả cái gọt xuống mình ra. Nhiều em, 5 ngàn anh ơi, cho mày luôn 20. Còn bên này á thì nói chung hổm á, bơm á thằng kia đã tiền không biết nhiêu quên rồi, mà chắc cũng không có mắc lắm đâu. Nhưng mà ý nó nói á là ở đây á bạn sẽ dừng cái xe xuống, ví dụ như xe hơi đây đi ha. Cái xe hơi đây, cái trạm bơm nằm đây. Nó bằng chạy cái xe cái rót thắng kịch xuống, bước xuống xe, đứng vô đây. Đúng không? Quẹt thẻ một cái xong rồi cầm cái vòi bơm xèo đi qua đây, bơm xì lên xong rồi đi. Nó tạo cho sự tự lập. Nhưng mà tự lập này cũng là con dao hai mặt nha. Mấy nhỏ gái á, nó biết lái xe thôi, nó không biết bơm. Nó cầm, nó kéo, nó tới lui xuôi ngược, nó bơm không được, hoặc nó khỏi đi luôn. Lúc đó làm gì? Có thằng Mỹ Đen lại giúp. Đó, từ đó yêu thằng Mỹ Đen. Rồi cái nữa, cây xăng. Cây xăng ở đây tự đổ ông ơi. Nó cây xăng ở đây tự đổ. Nói qua bữa hổm tới cây xăng hài lắm mấy bạn. Ủa tới cây xăng khó cộng. Anybody? Bóp kèn tim luôn. Xong anybody? Không thấy thằng nào body hết á. Xong rồi cái thằng đi chung nó hỏi, ủa mày kêu gì vậy? Nó kêu thằng bơm xăng chứ kêu gì? Không có thằng bơm xăng nào hết á. Không có thằng bơm xăng sao đổ? Xuống tự đổ đi ba. Cái gì? Đi mẹ xuống tự đổ xăng hả? Tự nhiên qua hôm nay thấy xã hội nó có giai cấp luôn mà. Chắc đi Lamborghini cũng đổ xăng luôn. Đi mẹ cũng xuống đổ xăng. Xong rồi cầm thẻ vô quẹt, rồi đó biết cầm cái cầm ra bơm. Đó.
nó hài lắm. Mà nói nó, nếu mà nói về cây xăng ở đây thì nó nhiều. Nói chung á, nói chung cũng là một chiếc xe, đúng không? Nhưng mà bạn sử dụng ở bên cái xứ này á thì nó sẽ được tiện ích rất là nhiều. Còn bạn xài ở bên Việt Nam á, xe hơi nha, xe máy thì nói, bạn xài ở Việt Nam á thì nó bị thiệt thòi trăm đường luôn. Thứ nhất về đường xá, thứ hai về về phí, thứ ba là về thuế, thứ bốn là về đồ chơi, ủa thứ năm á là gì tùm lum la hết. Bởi vì tao nói á, ở cái xứ này á thì chiếc xe đó là phương tiện, mà ở cái xứ mình á thì chiếc xe nó là tài sản, nên nó hai cái vấn đề đó rất là khác nhau, rất là khác nhau. À, còn Duy á thì nếu mà cho Duy chơi xe đó thì đương nhiên mình phải nói một câu khách quan và công bằng á, chơi bên đây ok hơn, nhưng mà chỉ có một cái á, ra đường thì nó hơi buồn hơn thôi. Nó buồn không phải ra đường nó vắng, mà nó ra đường nó buồn là không có con nhỏ nào cho mình đĩa hết. Nó bình thường á, mình chạy xe Việt Nam á, mình tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ này kia, đĩa đồ trắng tươi trắng phéo, công cao thì nó ngon lành. Qua bên đây á, nó ngồi trong xe không à, không thấy cái thủy gì trên trời hết, nên cái cảm giác chạy xe bên đây nó buồn lặng vậy đó. Với phần á, nếu mà nói về hai cái tiện ích mà bơm xe đó với cái tiện ích mà đổ xăng đó, thì cá nhân của Duy á thì Duy vẫn thích ở bên Việt Nam hơn. Yes. Tại vì ở bên Việt Nam là mình có được sự phục vụ, mình có sự phục vụ, bạn hiểu không? Tức là ví dụ như Duy đang nói chuyện với bồ đi, đang nói chuyện với bồ ngon lành luôn, đang chuẩn bị vô này, xong rồi tới cây xăng xả cái kiến vô, nó nhìn mặt Duy quen biết full bình đó, tự đổ luôn, xong rồi tự đóng nắp bình xăng, tự lấy luôn rồi chút trả tiền thôi. Còn bên này á phải xuống làm hết, trời đang lạnh xuống làm nó ác cảm lắm bạn, phải giỡn đâu. Cái mình nói á thì nói chung á là cái gì nó có tính chất nhiều mặt, cái đó nó sẽ tạo cho người ta tự lập hơn, người ta cảm thấy là người ta làm nói chung cũng không phải là xấu, nhưng mà nó sẽ tệ ở trong cái hoàn cảnh là trời lạnh, trời đang lạnh mẹ muốn tẹo buji luôn, xong rồi đang giữa chừng chạy xuống, xong rồi cái mở cửa ra một cái còn xíu quách ra nữa đâu mà đổ, đúng không? Mở cửa xe xuống một cái nó lạnh, trời ơi nó xăng rồi, nó nhiếp gấp luôn rồi mà kêu đổ xăng, mà dẹp đi không có đổ được, nó lạnh lắm. Rồi xong rồi lỡ chừng bị xì đi bơm chỗ đó mà bơm nó lâu mà đổ xăng, trời đất ơi, ra kiếm ống này nọ, mở dồi mở khóa này nọ kia vô bơm xì xì, trời nó lạnh cực kỳ, nó lạnh lắm mấy bạn đó. Thì nói chung là nội dung chính của video này á là chia sẻ các bạn về mặt, chia sẻ các bạn về cái hôm qua mới đi đại náo, đi đạo náo cái dealer của mặt, vô trong đó cũng thấy xe này thế kia, có mấy dòng G được cũng đẹp lắm, bán gần 200, đâu 200 mấy chục ngàn. Rồi mấy cái dòng xe mà cốc cốc như mẹt xa xanh của Duy á thì bên này nó bán là chừng nói chung là 50,000-60,000 gì đó. Rồi con mẹt S thì kiếp chưa có, làm như bên này nó không trụ mẹt S sao bạn ơi. Hôm qua Nguyên đi cái dealer không thấy S nào luôn á, kỹ ta hơi bị ngộ á, nó toàn là mấy con nhỏ nhỏ, mấy con E rồi mấy con G rồi mấy con CLK, rồi có xe cũ nữa. Ủa xe nó bán hai loại luôn, xe mới có, xe cũ có. Wow. À, mà cái cảm nhận đi vô cái dealer đó, nó dễ mà, nó dễ tìm. Nguyên cái đường nó toàn là hãng xe không à, Ford đâu chừng mười mấy cái dealer luôn. Bên đây là nói về xe hơi nó như nó rất ư là nó phổ biến. Bởi vậy nó qua đây mà không có xe hơi giống như cục giò vậy đó. Bởi vậy Duy mới tìm xe là vậy á, chứ không á là không có đi lại được, khó khăn bất tiện lắm, khó khăn bất tiện lắm. Đi taxi á, đi toàn là xe cốc không à. Mà bây giờ mình qua cái xứ này mình đi cái xe cốc coi làm sao, đúng không bạn? Qua cái xứ này không chơi thôi, chơi phải mẹt ao đầy tánh Duy làm vậy đó. Mà qua cái xứ này mà kêu chơi xe Nhật là thấy không thích rồi đó. Tại vì sao? Tại xe Nhật nó rẻ quá, mà cái đồng lương mình làm nó nhiều, đúng không? Bây giờ thí dụ như bạn làm đi, bạn bưng bê buôn bán hay là cạo kiếp gì đó, tháng cũng được 5,000. Bây giờ 5,000 góp mua cái xe mẹt đi, xe mẹt như xe dòng E đi, góp một tháng có nhiêu đâu, 1,000 bạc cùng đó, góp 1,000 bạc có cái xe nó đi lại nó thoải mái, nó đẳng cấp bạn. Bên đây xe là phải chạy nhanh, mà bạn hiểu không, xe nó chạy nhanh lắm, ra đường highway nó bấm dèo dèo không chứ không mà chạy chậm đâu, nó cua rột luôn á, nó không như ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình chạy xe mình nhìn tới nhìn lui, còn ở đây là chạy xe chỉ có nhìn đèn thôi à, chứ không có nhìn thằng nào hết á. Ví dụ như hai chiếc xe mà đụng giữa ngã tư kêu ngang tới, lỗi nào đó đền, không có nhiều nữa. Vậy đó. Nên mà ra đường mình phải chơi mấy cái xe như là dòng xe Đức. Nó cái trớn nó mạnh, tốc độ nó cao, nó mới ok. Cái xe nó đầm nữa.
đúng không? Nên Duy vẫn thích Mạc, cho dù đi đến nơi nào vẫn chọn Mạc. Kỳ này mua không được phải kiếm Mạc mượn mà đi, còn không thì ra sân bay mướn Mạc luôn. Ra sân bay mướn Mạc, không biết làm thủ tục sao đây, bữa nào làm thủ tục mướn xe sân bay rồi review tiếp clip nữa nha các bạn. Yes. À, thì khi mà Duy đi á, Duy cũng có quay một số hình ảnh video để cho các bạn có cái nhìn thôi, chứ còn ngồi để nói khen chê gì đó chỉ làm nó chỉ là cái cảm nhận của cá nhân. Còn bây giờ á, là có hình có ảnh có video, mấy bạn mấy em mấy anh chị em gì đó cứ nhìn ừ nó vậy đó, vậy thôi, biết vậy thôi, để chúng ta biết thêm ở về bên xứ này những dịch vụ nó khác khác gì ở Việt Nam đó, mà bạn nghe tôi nói nè nó mới khách quan nè, nó là cái cảm nhận của một người nhìn hai chiều, đúng không? Duy ở Việt Nam Duy trải nghiệm dịch vụ xe rất là nhiều rồi, qua bên đây nó mình thấy được gì đó mình kể mình tâm sự. Thứ nhất mình làm cái clip này để cho mấy thằng nhỏ ở nhà nó có chuyện nó làm nó ngồi chơi. Thứ hai á mình làm để mình để lại một mình nhìn. Thứ ba nữa là cho nó có giá trị thương mại đó, ví dụ như mình PR quảng cáo bán bộ ba thần thánh chạy xe bên này, hôm qua thánh đụng xe đó nha ba, chạy căng lắm. Bây giờ cái mà Duy ấn tượng nhất ở bên này, nhiều cái ấn tượng đó, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên là cầm cái vô lăng mà lái nó không rồ rồ như Việt Nam, không có rồ rồ như Việt Nam. Ở đây là nó cao tốc là tất cả mọi nơi, cái gì cũng là cao tốc hết, nhưng mà cao tốc ở bên Việt Nam nó chạy đơn giản, nói thiệt với bạn luôn á, cái nút ra nó dẹt. Còn cao tốc bên này như cái mạng nhện vậy đó, cao tốc nó như cái mạng nhện mà đường cao tốc một bên 6 len, ông qua 6 len đó, ông phan phan nhìn lượng xe là hải hùng luôn. Còn cao tốc ở Việt Nam có cao tốc 1 len nữa, còn đa phần là cao tốc 2 len, 2 len thì chạy đơn giản, quẹo ra quẹo vô về đến nhà thôi, không có gì ghê hết. Mà hệ thống cao tốc mình nó có đường một rồi, không sợ đâu hết á. Còn bên này kinh lắm, cầm cái xe lái sợ lạc thêm luôn, mỗi lần lái bật Google Maps lên nó nói ầm ở dưới đó. Nó nhìn đường nhìn xá không kịp là cái lạc thoát ra tới cái nút giao mà cái như quẹo sai một cái là đi bán muối luôn. Mà chính là cái cảm giác trải nghiệm lái xe vậy nó mới đã, mà nó mới đã. Đường trong city cứ quẹo đùng đùng luôn, đường trong city nó cho chạy cũng 50 các bạn. Bên đây tính là mai, tính là mai một mai khoảng bằng 1.6 km nó chạy 50 có phắn đùng 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 luôn. Chứ còn đường trong Sài Gòn á, đường trong Sài Gòn nói cho chạy 50 km/h chứ thật sự đa phần chạy được có 10 với 15 thôi, nhích không á. Bởi vậy có con xe chạy lâu hư luôn, bị đụng không à, chứ nói về cái công suất chạy á thì không có bao nhiêu hết. Nên thích cái cảm giác chạy nặng vậy đó, nên mới tìm tới Mạc để coi nó có bán xe nào cho mình chơi đỡ không, mà thấy cái tình huống này nó hơi bị khó khăn rồi đó, nên phải tìm một cái giải pháp khác, một cái option khác để mình lái xe nha các bạn. Nói chung là dân xe hơi thì nó sẽ thích như vậy đó, nó sẽ thích cái cảm giác lái. Cảm giác lái là một cái gì đó nó rất là quan trọng và rất là thiêng liêng đối với Duy Nguyễn Mercedes đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.